trị mụn và sẹo thâm từ củ nghệ sẽ giúp bạn gái nhanh chóng tạm biệt những khuyết điểm trên làn da. Với những công thức có sẵn dưới đây, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không thực hiện ngay đi nào? 1. Trị mụn trứng cá bằng nghệ tươi. Đây là cách trị mụn và sẹo thâm đơn giản nhất cho những cô nàng bận rộn đấy. Bạn chỉ cần chọn một củ nghệ tươi, đem rửa sạch rồi gọt vỏ, sát thành từng lát và giã nhuyễn nhé. Sau đó, bạn rửa mặt sạch sẽ, lau khô rồi đắp nghệ tươi đã giã nhuyễn lên vùng da bị mụn. Nghệ sẽ giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn hiệu quả đấy. Vì nghệ tươi thường lưu lại màu vàng trên da khá lâu, nên một tuần bạn thực hiện từ 2 đến 3 lần nha. Nếu bạn muốn hiệu quả nhanh chóng, thì có thể làm mỗi ngày một lần và dùng nước hoa hồng lau sạch da sau khi đắp nghệ nhé. 2. Nghệ tươi và mật ong giúp trị mụn, sẹo và vết thâm nhanh chóng. Nghệ và mật ong đều có tính sát trùng, diệt khuẩn cao nên các nốt mụn và vết thâm dễ dàng bị xử lý. Mật ong và nghệ làm lành vết thương, không để lại sẹo cũng rất tốt nên bạn sẽ không lo bị sẹo với mặt nạ này đâu nha. Để thực hiện mặt nạ nghệ mật ong, chúng ta hãy sử dụng 4 muỗng mật ong nguyên chất và 2 muỗng bột nghệ. Trộn đều 3 thứ lên rồi thoa lên da. Thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện đều đặn mỗi tuần 3 lần, giúp da sáng mịn, mụn thâm đều biến mất không dấu vết luôn nhé. 3. Trị mụn và sẹo thâm bằng nghệ và sữa chua. Nghệ và sữa chua là cặp đôi hoàn hảo trong việc trị mụn và là cách trị vết thâm rất tuyệt vời. Với cách này, chúng ta sẽ dùng 2 muỗng bột nghệ và 4 muỗng sữa chua, trộn đều cho thành một hỗn hợp sánh mịn. Thoa hỗn hợp này lên vùng da bị mụn và thư giãn trong vòng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Mỗi tuần, bạn sử dụng mặt nạ này 2 đến 3 lần sẽ giúp trị mụn rất hay, làn da trở nên sáng màu và mịn màng hơn đấy. 4. Nghệ và chanh trị mụn thâm thần kỳ. Có thể nói, mặt nạ nghệ và chanh có tính oxy hóa cao nhất trong các loại mặt nạ từ thiên nhiên, do đó mà khả năng tiêu diệt vi khuẩn của nó cũng rất thần kỳ. Để thực hiện cách này, bạn hãy trộn 2 muỗng bột nghệ, 2 muỗng nước cốt chanh và chút nước ấm sao cho thành hỗn hợp sền sệt rồi thoa lên da nhé. Khoảng 15 phút sau thì rửa lại bằng nước sạch là xong. Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả tuyệt vời của nó sau vài lần thực hiện. 5. Trị mụn trứng cá và sẹo thâm với nghệ và trà xanh. Công thức trị mụn trứng cá và sẹo thâm với nghệ và trà xanh như sau. Bạn trộn 1 muỗng bột nghệ với 1 muỗng bột trà xanh với nhau, thêm chút nước ấm cho hỗn hợp sệt lại rồi thoa lên mặt. Nếu không sử dụng bột trà xanh thì bạn có thể dùng tinh dầu trà xanh cũng được. Với cách này thì bạn cho 2 muỗng bột nghệ và vài giọt tinh dầu trà xanh trộn đều, thoa lên vùng da mụn. Thư giãn 15 phút thì rửa mặt. Cách này giúp trị mụn, kháng viêm nhiễm, giúp da tươi trẻ hơn nữa. Các bạn vừa theo dõi video 5 công thức tuyệt vời trị mụn và sẹo thâm từ củ nghệ hiệu quả nhanh nhất. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem.